Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 tây tháng 12 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có một bản tin ngắn và hai bài bình luận gửi đến quý vị thính giả. Trước hết chúng ta bước vào một bản tin ngắn với nhan đề Kevin McCarthy với viễn cảnh tồi tệ. Không có đủ 218 phiếu bầu cho ghế chủ tịch Hạ viện. Kính thưa quý vị, dân biểu Andy Biggs là đảng Cộng hòa của Arizona. Người cũng đang tranh cử với lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy là đảng Cộng hòa California. Cho đề cử chủ tịch Hạ viện của đảng Cộng hòa. Ông dự đoán trong tuần này rằng Kevin McCarthy đã mất đi khoảng 20 phiếu bầu, và bản thân ông cũng sẽ chống lại việc Kevin McCarthy có thể trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo trước một cuộc bỏ phiếu toàn bộ Hạ viện. Đảng Cộng hòa California cần giành được đa số phiếu bầu vào tháng 1 năm 2023 tại Hạ viện, nơi các đảng viên Cộng hòa hiện nay chỉ chiếm đa số hẹp so với đảng viên Dân chủ. Kevin McCarthy có nguy cơ sẽ thiếu 218 phiếu bầu cần thiết để bảo đảm có được vị trí này nếu tất cả các thành viên đều có mặt. Cho đến nay, thì có ít nhất là 4 thành viên của House Freedom Caucus. Họ đã tham gia cùng Andy Biggs để phản đối Kevin McCarthy cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Đó là các dân biểu Matt Gaetz, Ralph Norman, Bob Good và Matt Rosendale. Thưa quý vị, ông Andy Biggs đã nhấn mạnh rằng tôi không tin rằng Kevin McCarthy sẽ đạt được 218 phiếu bầu, và tôi từ chối hỗ trợ ông ấy trong nỗ lực giành được những phiếu bầu đó. Tôi đồng ý với các cử tri của tôi rằng đã đến lúc phải thực hiện một sự thay đổi ở cấp cao nhất của Hạ viện. Tôi không thể bỏ phiếu cho người đến từ California, đó là Kevin McCarthy. Còn Matt Gaetz là người đầu tiên và rất mạnh mẽ chống lại Kevin McCarthy đã tuyên bố rằng tôi không bỏ phiếu cho Kevin McCarthy. Còn ông Ralph Norman thì cũng giữ nguyên quyết định bỏ phiếu chống. Ông đã trích dẫn việc Kevin McCarthy đã từng từ chối thông qua kế hoạch của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng Hòa về ngân sách. Đó là một trong những điểm trừ của ông ta. Và dân biểu Matt Rosendale thì nói rằng chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể đứng lên chống lại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát và Tổng thống Biden. Và thật không may, người đó không phải là Kevin McCarthy. Và chúng ta bước vào một bài bình luận ngắn, kính thưa quý vị, với nhan đề tai ương pháp lý của Donald Trump ngày càng chồng chất. Donald Trump đã thua cuộc trong một trận chiến tại tòa án để ngăn một số cựu cố vấn hàng đầu của ông ta ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Điều này có thể đã dọn đường cho Pat Cipollone và Pat Philbin xuất hiện vào thứ Sáu. Trong những ngày gần đây, thì Donald Trump đã phải chứng kiến các đồng minh hàng đầu của ông ta là Lindsey Graham, Mark Meadows, Dan Scavino, Michael Flynn và hai cựu trợ lý của Phó Tổng thống Mike Pence là Mark Short và Greg Jacobs ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn khu vực Atlanta. Họ đang điều tra những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của Trump. Vào ngày thứ Sáu, các cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc là Pat Cipollone và Pat Philbin đã ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn điều tra Trump tại Tòa án Liên bang ở Washington DC giữa nhiều cuộc điều tra hình sự liên quan đến cựu tổng thống. Chúng ta không rõ chính xác là hai vị luật sư này ra làm chứng về cuộc điều tra nào. Cả Cipollone và Philbin đều có những cái nhìn sâu sắc về âm mưu của Trump trước ngày 6 tháng 1, khi Donald Trump cố gắng đảo ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020 và cố gắng giành lấy một nhiệm kỳ thứ hai bất hợp pháp.
cả hai nhân vật này cũng có mặt trong những ngày cuối cùng tại Tòa Bạch Ốc cùng với Donald Trump, khi các hộp tài liệu bao gồm các bí mật an ninh quốc gia rất nhạy cảm được đóng thùng và chuyển đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump. Đối với Donald Trump, thưa quý vị, sự xuất hiện của Patsy Boylan đã đánh dấu một bước thụt lùi mới nhất trong một loạt các diễn biến chính trị và pháp lý có thể mang đến những hậu quả thảm khốc đối với Donald Trump. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm liên bang bác bỏ vụ kiện của Trump chống lại Bộ Tư pháp sau khi FBI khám xét khu bất động sản Mar-a-Lago của ông ta. Ngoài những rắc rối pháp lý đó, thì Tòa án tối cao đã đồng ý cho các đảng viên đảng Dân Chủ Hạ viện lấy được các bản khai thuế trong 6 năm của Donald Trump. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị, Donald Trump đã bị các đồng minh trong đảng Cộng Hòa cũng như đối thủ lên án rộng rãi bởi vì ông ta đã dùng bữa ăn tối với những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng, Nick Fuentes tại Mar-a-Lago. Nhưng mà sự xuất hiện của các luật sư tại Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump mới là mối đe dọa pháp lý nghiêm trọng nhất mà ông ta phải đối mặt. Patsy Boylan là nhân chứng quan trọng cho những tuần cuối nhiệm kỳ điên cuồng và hỗn loạn của Donald Trump, đặc biệt là khi Tổng thống sắp mãn nhiệm tìm cách phá hoại quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Nếu Patsy Boylan được lệnh làm chứng về những vấn đề đặc quyền đó trước đại bồi thẩm đoàn, thì điều đó sẽ khiến cho các công tố viên sở hữu bằng chứng quan trọng mà các nhà lập pháp trong ủy ban ngày 6 tháng 1 không thể có được. Các luật sư hàng đầu khác của Tòa Bạch Ốc đã từng xuất hiện trước tòa án bao gồm Brooks Lindsey trong một cuộc điều tra tư vấn độc lập về cáo buộc tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp, hay cố vấn Tòa Bạch Ốc John Dean. Ông đã ra làm chứng cho đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ bê bối Watergate. Nhưng mà làm chứng cho một vụ đảo chính thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Lưới bủa vây của luật pháp đang dần siết chặt những con đường mà Donald Trump có thể sử dụng để thoát thân. Và chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Donald Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu và mạnh nhất của đảng Cộng Hòa năm 2024. Kính thưa quý vị, việc một cựu tổng thống Mỹ ra tái tranh cử sau khi thua cuộc lần thứ hai là một điều bất thường. Và người cuối cùng làm như vậy đó là ông Grover Cleveland, là người tranh cử vào năm 1892. Nhưng mà tình hình của Donald Trump thì khác biệt hơn tất cả. Điều mà ai cũng nhận ra đó là Donald Trump bây giờ ít nổi tiếng hơn trước đây. Nhưng mà ông ta vẫn còn giữ được cơ sở của mình. Và nói một cách công bằng thì ông ta vẫn đang rất mạnh trước bất cứ người thách thức nào, kể cả Ron DeSantis. Kính thưa quý vị, Grover Cleveland là tổng thống Mỹ thứ 22 và 24. Đó là một trường hợp đặc biệt. Ông đã hai lần giành được số phiếu phổ thông và không hề bị tì vết hay là vướng mắc pháp lý nào khi mà ra tái tranh cử. Không giống như Donald Trump, trên con đường muốn ra tái tranh cử nhưng mà ông ta lại phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự sau khi cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và trở thành vật tế thần bị chỉ trích nặng nề cho vô số thất bại của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tệ hại năm 2022. Nhưng mà Donald Trump, ông ta có được một điểm chung với Grover Cleveland, đó là khi bắt đầu chính thức quá trình đề cử thì Donald Trump luôn là người dẫn đầu, có lợi thế và sức mạnh. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Trump mạnh đến cỡ nào và liệu ông ta có giữ vững được ngôi vị dẫn đầu và giữ được sự an toàn cho bản thân cho đến ngày bỏ phiếu năm 2024 hay không. Hiện tại thì Donald Trump liên tục dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò công khai của cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024
và đã giành được khoảng 20 sự tán thành từ các thành viên quốc hội. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc gần đây từ Politico Morning Consult, thì cho thấy là Donald Trump đang có được 45% phiếu bầu. Còn thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis chỉ có được 30% phiếu bầu. Nhưng mà với nhiều mặt khác, thì Donald Trump đang sa lầy trong tình trạng bê bối triền miên. Gần đây nhất, thì Donald Trump đã dùng bữa ăn tối với hai kẻ xấu xí nhất nước Mỹ. Đó là kẻ phân biệt chủng tộc khét tiếng tại Mỹ, rapper Kanye West, và người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng Nick Fuentes tại Mar-a-Lago. Mặc dù sau bữa ăn tối, thì Donald Trump đã đánh trống lảng rằng ông ta không hề biết Nick Fuentes là ai cả. Nhưng mà hầu như ai cũng biết bản chất của Donald Trump, chính xác là một kẻ phân biệt chủng tộc công khai từ hơn 40 năm qua. Kính thưa quý vị, theo các đánh giá của nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa, thì bữa ăn tối của Donald Trump với các nhân vật xấu xí này vẫn không thể đánh bại được Donald Trump. Đối với các chính trị gia khác, chỉ với một bữa ăn tối tệ hại như vậy, nó có thể chấm dứt sự nghiệp của bất cứ nhân vật nổi tiếng nào ở Mỹ, bất cứ chính trị gia nào ở Mỹ. Nhưng mà lại là điều không thể xảy ra đối với Donald Trump. Bởi vì Trump đã từng vượt qua những vụ bê bối khác lớn hơn nhiều, mà vẫn luôn đứng vững, từ việc khoe khoang trên truyền hình về các vụ tấn công tình dục, vụ lạm dụng quyền lực để tìm lợi thế trong tranh cử với nước ngoài, cho đến việc kích động một đám đông xông vào điện Capitol của Hoa Kỳ, hay là ngay cả vụ ăn cắp tài liệu mật của chính phủ đem về nơi ở riêng. Nhiều vụ lớn như vậy mà chẳng có vụ nào được xem là nhỏ cả, mà vẫn chẳng hề hấn gì Donald Trump cho đến giờ. Nhưng mà điều khiến cho vụ bê bối gần đây nhất của Donald Trump nó trở nên khác biệt là bởi thực tế là Trump giờ đây dường như là một kẻ thất bại trên nhiều phương diện. Nhiều ứng cử viên mà Donald Trump tán thành trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã thua cuộc. Và cử tri đã bác bỏ áp đảo những đảng viên Cộng Hòa ra tranh cử theo chủ nghĩa phủ nhận bầu cử của Donald Trump. Không nhất thiết là các cử tri đảng Cộng Hòa, họ đã từ chối các chính sách của Donald Trump, hoặc thậm chí là phong cách quái dị của Donald Trump. Nhưng mà sau khi mất Hạ viện vào năm 2018, mất cả Thượng viện và Tòa Bạch Ốc vào năm 2020, và chỉ đạt được những chiến thắng tối thiểu vào năm 2022, thì hầu hết các đảng viên Cộng Hòa, họ đã cảm thấy mệt mỏi vì những trận thua cuộc liên tục của Donald Trump, cũng như là những thua cuộc của đảng Cộng Hòa. Một nhà thăm dò dư luận hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho rằng, các cử tri bầu cử sơ bộ cho tổng thống của đảng Cộng Hòa vẫn được luôn chia thành 4 nhóm người riêng biệt kể từ năm 2016. Đó là những người ủng hộ từ cơ sở, đảng trà, những người theo chủ nghĩa tự do và những người theo đạo Tin Lành. Chiến thắng của Trump năm 2016, đó là một sự kết hợp của 4 nhóm người này lại với nhau. Và Donald Trump được hưởng lợi khi đó vì Trump chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với một cuộc đua chỉ với 2 người. Bởi vì trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016, có 17 ứng cử viên và người về nhì cuối cùng là Ted Cruz. Ông ta đã tự lượng sức mình và đã không dám đối đầu trực tiếp với Donald Trump. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong năm 2022 và cả năm 2024, thì 4 nhóm cử tri của đảng Cộng Hòa, họ đã tự xác định lại chủ trương riêng của từng nhóm khác nhau, khiến cho lợi thế của Donald Trump trong năm 2024 nó sẽ không còn giống như trong năm 2016 và 2020. Giữa thành tích kém cỏi của các đảng viên Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì thông báo tái tranh cử thiếu sự nhiệt huyết và ủng hộ chính thức từ đảng Cộng Hòa, cũng như cuộc tranh cãi diễn ra về bữa ăn tối cùng với Kanye West và Nick Fuentes, thì hầu hết mọi thứ chung quanh Donald Trump
đang trở nên tồi tệ đối với ông ta nhiều hơn bất cứ lúc nào. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, sẽ có những thay đổi lớn trong những tháng tới khi các đảng viên Cộng hòa khác trong nhóm tranh cử họ sẽ chính thức tham gia cuộc đua. Và nỗi thất vọng về kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 với một làn sóng đỏ không thành công cũng sẽ từ từ phai nhạt. Nhưng mà Donald Trump vẫn có thể vùng dậy mạnh hơn với những cuộc biểu tình chính trị đó đây trên khắp đất nước này, để gây thanh thế, để sẵn sàng dốc toàn lực ra để chiến đấu với những nhân vật tiềm năng khác. Và câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump có thể đứng vững hay không khi một cuộc truy tố tiềm năng từ người cố vấn đặc biệt Jack Smith xảy ra. Nó sẽ làm xáo trộn mọi kế hoạch tranh cử, đánh tan mọi hy vọng của một ngày trở lại. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và xin kính chào.